Chào mừng quý các bác anh chị các bạn quay trở lại với kênh của Phạm Huấn nhé. Để các bạn đang quan sát trên màn hình đây, một cái đèn led chỉ có 7W thôi mà sáng trắng cả mắt ra luôn đấy, anh em thấy không đấy, sáng rất là kinh khủng luôn, mới có 7W đấy, anh em nhé. Đấy thì bên mình đang phân phối cái dòng sản phẩm đèn led thông minh này để chúng ta sử dụng trong gia đình rất là tiện lợi. Mời các bạn cùng theo dõi chi tiết cái dòng sản phẩm này.